Sau những bê bối ở Mozambique, Mr. Bean đã quyết tâm lên vùng núi Tây Tạng để thỉnh giáo các bậc cao nhân để luyện công phu. Hàng ngày ông đều tập luyện như dùng đầu hút bao cát, chân không đi trên than nóng. Dùng con chim non để kéo tảng đá. Sau 3 năm khổ luyện, cuối cùng con chim non của ông cũng hóa đại bàng. Lúc này sư phụ gặp ông và nói rằng cục tình báo nước Anh MI7 muốn ông quay về làm nhiệm vụ. Vậy là con đã tu luyện thành công phải không sư phụ? Không, chỉ là hết điệp viên rồi nên họ mới gọi con về. Hãy nhớ rằng con không còn trẻ nhưng con có kinh nghiệm. Trở về nước Anh, ông ngay lập tức đến gặp giám đốc MI7 là Pamela. Thấy con mèo của sếp đang nằm trên ghế, chỗ này không phải chỗ của mày. Thấy gió hơi to, ông đứng dậy đóng cửa sổ làm con mèo rơi xuống dưới. Đầu liền nhảy số, ông giả vờ bế con mèo rời khỏi hiện trường. Rất may nhà tâm lý học kết đã bế con mèo trở lại. Để không phải úp mặt vào con sông quê, ông đã nói rằng tôi đang tập vuốt ve mèo. Pamela nói rằng có một kế hoạch ám sát Thủ tướng Trung Quốc. Nhiệm vụ lần này của ông là tới Hồng Kông liên lạc với một điệp viên nằm vùng ở đó để lấy thông tin tình báo. Sau đó Simon dẫn ông đi tham quan cơ sở sản xuất vũ khí. Chiếc điện thoại này rất thần kỳ, chỉ cần đối phương nhấc máy là bay đầu. Nhà khoa học này vì thử nghiệm vũ khí mà đã liệt cả hai chân và bay mất bàn tay. May mà vẫn còn một bàn tay để nghịch tiếp. Chiếc xe lăn của ông ấy còn có cả hệ thống vũ khí tự động. Chiếc Rolls Royce sang trọng này được nhà khoa học chuẩn bị riêng cho Mr. Bean. Chỉ dùng giọng nói là có thể khởi động được nó. Chiếc máy ảnh này cũng không tầm thường. Thấy một chiếc máy ảnh, ông liền cầm lên chụp thử. Kết quả là một nhà khoa học số nhỏ bị đạn ghim thẳng vào mông. Để giúp ông có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, giám đốc đã cử thanh niên da đen Tucker làm cộng sự của ông. Rất nhanh hai người bay tới Hồng Kông để tìm một người chỉ điểm có đặc điểm nhận dạng là đeo kính. Tucker nhìn qua đã tìm đúng người nhưng sếp của anh ta thì lại nhìn nhầm thành người đeo kính bên cạnh. Người chỉ điểm cố gắng ra hiệu cho ông. Bà nội của ông đang bị bệnh. Có bà nội của ông thì có chứ, bà nội tôi chết rồi. Vừa nói xong người chỉ điểm đã bị ám sát. Lần theo manh mối của con người xấu số kia, ông và cộng sự tới một tòa chung cư cũ. Điệp viên nằm vùng nói chiếc chìa khóa này chứa đầy đủ bằng chứng buộc tội hội cùng phong nhưng anh ta đang gặp nguy hiểm và cần được bảo vệ. Bên ngoài cửa sổ có một bà lao công đang dọn rác nhưng ngay lập tức bà ta biến thành một sát thủ chuyên nghiệp. Máy hút bụi thực chất là khẩu súng bắn tỉa. Điệp viên nằm vùng ăn một viên đạn chết ngay tại chỗ. Ông vội chạy ra ngoài kiểm tra và tốt bụng giúp sát thủ trốn thoát. Ngay lúc nhận ra có gì đó sai sai liền bị bà ta xịt hơi cay vào mặt. Quay lại thì phát hiện có một tên sát thủ đã lấy cắp chìa khóa. Ông vội đuổi theo hắn ta nhưng hắn nhảy qua ông mà ông cũng không hề hay biết. Đuổi theo lên tầng thượng thì hắn nhảy qua quạt điều hòa. Đang loay hoay không biết qua làm sao thì ông nhớ lại lời sư phụ dặn hãy sử dụng kinh nghiệm để chiến đấu. Thế là ông lách qua khe hẹp một cách nhẹ nhàng. Sát thủ cực khổ trèo qua cổng còn ông chỉ cần mở cửa rồi đi qua. Hắn ta không ngại nguy hiểm trực tiếp bay qua tòa nhà bên cạnh. Còn ông thì nhờ cần cầu đưa qua. Kẻ địch liều mạng trèo giàn giáo xuống còn ông thì ung dung đi thang máy đuổi theo. Sao mấy đứa xấu xa hay thích làm màu vậy không biết. Đường đơn giản không đi cứ chọn đường khó làm gì. Tên sát thủ hí hửng lái cano bỏ chạy, ông mượn tạm du thuyền đuổi theo, để giúp hắn lưu giữ kỷ niệm đẹp, ông còn lấy máy ảnh ra chụp một cái khiến hắn cắm đầu xuống nước. Lên bè nổi giữa sông cả hai bắt đầu lao vào tấn công, ông nhẹ nhàng né tránh rồi tung đòn hồi mã tương đa sấp mặt đối thủ. Thấy tên sát thủ lâm vào thế khó nên đạo diễn đã tăng cường thêm cho hắn 3 tên xã hội đen, nhưng chúng không biết rằng đối thủ lại là nhân vật chính, ông mượn sức tấn công của tên sát thủ để đánh đàn em của hắn. Nhân cơ hội ông không để ý tên sát thủ liền đánh lén. Tucker thấy vậy liền tới trợ giúp nhưng vừa bị đá một cái đã lăn ra đất rồi. Sát thủ hí hửng liền biểu diễn vài động tác. Ngay sau đó Mr. Bean dẫm mạnh xuống sàn khiến hai trái trứng cuốc của hắn nát bét. Ngay từ đầu không lấy chìa khóa thì làm gì biến thành thái giám như bây giờ. Cầm chìa khóa ông lên đường trở về London, nhưng trên chuyến bay ông lại đưa nó cho người lạ giữ hộ. Về tới trụ sở ông tự tin mở chiếc hộp ra giới thiệu với mọi người. Nhưng khi nhìn lại thì bỏ mẹ rồi, chiếc chìa khóa đã không cánh mà bay. Lúc này chiếc chìa khóa đã được giao cho người của hội cuồng phong và chúng muốn cử người thủ tiêu Mr. Bean. Ngó ra ngoài thấy một người đang hút bụi, ông liền nghĩ đó là nữ sát thủ kia nên vội lao tới trấn áp. Nhưng không ngờ người phụ nữ mà ông sắp tiễn lên bàn thờ này lại là mẹ của giám đốc. Giờ thì không biết cắm mặt vào đâu cho bớt nhục. Cảm thấy tội lỗi mình gây ra quá lớn, ông liền đi xin lỗi mẹ của giám đốc nhưng người đàn bà trước mặt ông lại là sát thủ. Bà ta quay lại phóng liền một phát 3 con dao, ông nhanh tay lấy chiếc thớt chặn lại. Không phân biệt được đâu là sát thủ, ông một lần nữa lại ra tay với mẹ của giám đốc trước mặt đám trẻ con. Giám đốc không biết nói gì hơn với cấp dưới của mình ngoài hai từ bất lực. Kết muốn giúp ông nên đã dùng thuật thôi miên để ông nhớ lại vụ ám sát ở Mozambique. Lúc đó ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống nhưng bất ngờ bị một con quái vật 3 đầu làm mù mắt. Nó dẫn ông tới một bể bơi để chiến đấu khiến tổng thống bị ám sát. Trong số những người tình nghi tại hiện trường có tên mồm lông Kaklenko. Kaklenko từng là một cựu điệp viên MI7 nhưng đã bị đuổi về những hành vi bất chính. Nhiệm vụ lần này của Mr. Bean là tiếp cận hắn để tìm manh mối. Trong lúc nói chuyện với Kaklenko, ông đã vô tình kích hoạt chiếc xe Rolls Royce khiến nó tự đi theo. Kaklenko quay lại cảm thấy có gì đó sai sai, không phải vừa rồi nó đỗ ở kia mà. Sau đó ông còn khiến mọi người há hốc mồm trước trình độ đánh golf nhưng bay luôn cả gậy của mình. Phát thứ hai thì ông đánh tốt hơn nhưng trái bóng lại rơi trúng đầu một người xấu số khác. Bà già sát thủ xuất hiện cầm súng ngắm vào Mr. Bean nhưng sau đó lại chuyển hướng bắn Kaklenko rồi rời khỏi hiện trường.
Ngay lập tức hai người dùng máy bay trực thăng đưa hắn tới bệnh viện cấp cứu. Nhờ tài năng lái máy bay như lái xe đạp mà hàng cây bên cạnh được cắt tỉa gọn gàng. Bà già bên dưới cầm 6 nòng giấy liên tục khiến máy bay chao đảo. Ngay sau đó chiếc máy bay đã thoát khỏi tầm ngắm. Vì không biết bệnh viện ở đâu nên Mr. Bean đã điều khiển trực thăng bay trên đường bộ khiến người tham gia giao thông hú hồn con chồn. May mắn có một chiếc xe cứu hộ gần đó cho họ đi nhờ. Mặc dù đã tới được bệnh viện nhưng Kaplenko vẫn không qua khỏi. Trước khi chết hắn ta đưa cho ông chiếc chìa khóa còn lại và nói rằng có gián điệp trong MI7. Ông nhanh chóng trở về trụ sở để họp với những nhân vật quan trọng. Thủ tướng nói là sự việc lần này hết sức quan trọng vì nếu Thủ tướng Trung Quốc chết sẽ kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Trong cuộc họp căng thẳng như vậy mà Mr. Bean còn tái máy nghịch cái ghế hết thụt xuống rồi lại trồi lên cao hơn cả Thủ tướng. Thủ tướng nghĩ cái thằng áo đá này là thằng nào mà dám coi thường mình vậy. Vì vấn đề trong nội bộ có nội gián nên Mr. Bean chưa công khai nói cho mọi người được. Tối đó ông đưa cho Simon xem chiếc chìa khóa và nói rằng trong nội bộ MI7 có nội gián. Simon nghĩ rằng Mr. Bean đang ám chỉ mình nên rút súng ra chuẩn bị thủ tiêu ông. Nhưng Simon đã nhầm vì Mr. Bean vẫn luôn coi hắn ta là bạn. Tucker kêu Mr. Bean vào trong nhà vệ sinh và nói rằng chính Simon là kẻ phản bội và đưa cho ông xem tấm hình hắn ta đã chụp với Kalenko. Simon nhìn vào chữ viết trên bồn tiểu liền bịa ra mình đang làm cho một tổ chức bí mật dưới lệnh của thủ tướng. Tucker không phải đứa trẻ 3 tuổi nói gì là tin đấy nhưng Mr. Bean lại tin sái cổ và còn đuổi cộng sự đi. Simon nói người phản bội chính là nhà khoa học, thế mà Mr. Bean vẫn tin rồi đưa chìa khóa cho Simon. Sau đó ông tới tìm nhà khoa học để chất vấn nhưng không biết rằng Simon đã đổ tội nội gián lên đầu ông khiến ông bị những người trong MI7 tấn công. Ông lấy nhà khoa học ra để làm bia đỡ đạn. Trong lúc chạy trốn ông đã bị bắn vào chân. Để thoát khỏi sự truy đuổi, ông đã uy hiếp nhà khoa học và cướp xe lăn của ông ấy. Nhìn chiếc xe vậy thôi chứ tốc độ cũng nhanh ra phết. Dù thế nào thì tham gia giao thông cũng phải đội mũ bảo hiểm. Thấy sắp bị đuổi tới nơi, ông kích hoạt hệ thống tăng tốc và thoát khỏi sự truy đuổi của một đống đặc vụ. Giám đốc ở nhà không hiểu sao tôi lại có một lũ nhân viên ăn hại như thế này. Tưởng thoát được sự truy đuổi, ai ngờ quay lại thấy một hàng xe đang nhìn mình. Bật chế độ công suất tối đa, ông phóng một mạch chui qua gầm xe container thành công cắt đuôi đám đặc vụ ăn hại. Ông tìm tới kết cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy rồi hất đi. Phía bên kia, Simon đã lấy được chiếc hộp và dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là một lọ dung dịch nghi là chất độc. Sau đó hắn ta đến tìm người của hội cuồng phong để bàn về kế hoạch xấu xa mà chúng sắp thực hiện. Khi Mr. Bean tỉnh lại, Kate đã cho ông xem lại đoạn băng ghi hình cảnh ám sát tổng thống. Từ đó cả hai phát hiện ra hội cuồng phong đã sử dụng một thứ thuốc đặc biệt có thể điều khiển thần kinh người khác. Trong bữa ăn, Kate nói rằng cô thích một người trong sáng như Mr. Bean. Ngay khi hai người chuẩn bị xúc than cho vào lò thì Simon tìm tới. Ông trốn sau cánh cửa và nghe được chuyện Simon đang tìm kiếm mình vì liên quan tới tổ chức cuồng phong. Bây giờ thì ông mới nhận ra người mà ông coi là bạn bè và tin tưởng nhất lại là kẻ phản bội. Trước khi đi hắn còn để lại món quà nho nhỏ cho Mr. Bean. Bà già sát thủ xuất hiện cầm cưa truy sát ông. Để thoát khỏi bà ta, ông đành phải nhảy vào đường đổ rác để thoát thân. Sau đó ông vội vàng chạy tới tìm người cộng sự da đen và nói là chúng ta đã đúng về kẻ phản bội. Tucker tức giận nói chúng ta rõ là tôi đã cảnh báo anh rồi mà anh không tin và điều đó khiến tôi bị mất việc. Nhưng Mr. Bean nói cậu quên những tháng ngày chúng ta vui vẻ cùng nhau rồi sao? Tôi cần cậu và đất nước này cần cậu. Xúc động không nói lên lời, Tucker liền đồng ý giúp. Hai người lén lút tới gara gọi chiếc xe Rolls Royce dậy. Chiếc xe nhanh chóng dùng tia laser cắt cánh cửa rồi cùng cả hai phóng nhanh tới Thụy Sĩ. Nơi đây đang chuẩn bị một cuộc họp quan trọng giữa chính phủ Anh Quốc và chính phủ Trung Quốc. Chỉ có một lối vào và một lối ra duy nhất là đi bằng hệ thống cáp treo. Hai người chuẩn bị đầy đủ vũ khí nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong. Dùng máy phóng dây để treo vào thì không may kích hoạt hệ thống hỗ trợ đặc vụ khiến chuông reo lên không ngừng. Cả hai vội chôn nó vào trong tuyết nhưng cũng không được. Cứ thế để pháo tín hiệu phóng lên trời thu hút sự chú ý của đám lính. Tucker nhanh trí đánh ngất sếp mình và nói rằng tôi vừa hạ gục một tên nội gián. Sau khi cho sếp mình vào túi đựng xác chết, hai người cứ như vậy mà thoải mái đi vào bên trong. Thì ra âm mưu của Simon là hạ độc vào ly nước của giám đốc MI7 để điều khiển cô ta giết thủ tướng. Lúc này hai điệp viên không thấy bị phát hiện. Tucker liền hạ đám lính canh nhưng Mr. Bean lại tự ý di chuyển đi chỗ khác. Ông lẻn vào phòng giám đốc để nói với cô ấy sự thật nhưng đúng lúc này Simon cùng người của hắn ta cũng tới. Ông nói Simon chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này nhưng ông lại nhiệt tình uống hết ly nước chứa chất độc kia. Bất chợt nhận ra thì muộn rồi, thần trí của ông đã bị khống chế quay tay liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi thứ thuốc này hết công dụng ông sẽ chết. Bây giờ con chuột mới lộ rõ nguyên hình. Hắn ra lệnh cho ông đánh bất tỉnh nhân sự giám đốc và giết chết thủ tướng. Ông bước vào trong phòng họp và đóng cửa lại. Phía bên kia Tucker bị một con quái vật ba đầu mê hoặc. Nó dụ anh vào trong phòng rồi bất ngờ cầm súng uy hiếp, nhưng Tucker không phải người mê gái như lão sếp của anh. Anh tráo đổi khẩu súng thành trái chuối rồi uy hiếp ngược lại. Lúc này Simon ra lệnh cho Mr. Bean đứng dậy tiến về phía vòi nước và lấy trong túi một thỏi son rồi hành xử một cách tự nhiên. Tôi không kêu ông tô lên môi mà cầm nó giết lão thủ tướng Trung Quốc. Ngay lúc nguy cấp này, ông chợt nhớ tới lời căn dặn của sư phụ. Cố gắng dùng chút lý trí của mình để đấu tranh tư tưởng. Bên ngoài các đặc vụ khác đang phá cửa vào nhưng không thể vì cửa chống đạn. May mắn lúc này Tucker đã hack vào tần số của Simon và phát một đoạn nhạc lên. Mr. Bean nghe thấy liền nhảy theo một cách hào hứng. Hắn nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát và ra lệnh cho ông giết thủ tướng ngay. Lý trí mạnh mẽ đã giúp ông chiến thắng nhưng khi thuốc hết tác dụng ông cũng gục xuống.
Cuối cùng thủ tướng cùng mọi người cũng an toàn nhưng Mr. Bean thì vẫn nằm yên bất động. Ai nấy cũng nghĩ rằng ông sẽ không qua khỏi nhưng nụ hôn chân thành trong sáng và thuần khiết của Kate đã hồi sinh ông trở lại. Nhịp tim lúc này không những đập lại mà còn đập loạn xạ. Biết Simon đang bỏ trốn, ông liền mang theo dù nhảy xuống dưới, sau đó lấy xe trượt tuyết đuổi theo con chuột kia. Ông phóng xe bay qua vách núi rồi bám vào cáp treo lơ lửng giữa không trung. Simon không nhìn thấy ông đâu, tưởng thoát rồi nhưng ông bất ngờ xuất hiện phía sau tấn công hắn ta. Đang chiếm thế thượng phong thì ông lại đút mẹ tay vào sợi dây, thế là mắc kẹt lại. Simon nhân cơ hội đá vào con chim non của ông nhưng mặt ông vẫn tỉnh bơ. Mày đá nữa đi, đá mạnh lên tao xem nào. Thấy đá hoài không được, hắn vội cúi xuống mò tìm khẩu súng. Phen này mày chết chắc với tao rồi. Ông hết lực một đá khiến hắn ta thọt hòn giái lên cổ. Vốn nghĩ ông đã lấy lại thế chủ động nhưng pha đi lùi tai hại đã khiến ông ngã xuống tuyết. Simon nhân cơ hội cầm súng bắn về phía ông. Vì là nhân vật chính nên chẳng có phát đạn nào trúng ông cả. Ngược lại còn bị ông dùng ô phóng tên lửa cho bay màu. Nghĩ lại thì hình như còn bà già sát thủ là chưa bắt được. Ta ở đây này, bà ta đóng giả làm nữ hoàng tính giết ông nhưng ông đã phản ứng kịp thời. Bà ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Mr. Bean liền đuổi theo và bắt được bà ta. Không để cho bà ta có cơ hội nói, ông liền cầm khay đựng đồ phang bà ta tới tấp. Nhìn phía đối diện thì bà già sát thủ đã bị bắt lại. Thế còn bà già đang bị ông tra tấn này là ai? Có lẽ đây là vị nữ hoàng số nhỏ nhất nước Anh từ trước tới nay. Bộ phim đến đây là kết thúc. Không biết cô nàng kết xinh đẹp kia có bị Mr. Bean lây xui xẻo cho không? Cả nhà hãy cho ý kiến và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!